Quân nga lộ lỗ hổng chí mạng trên tuyến phòng ngự, Ukraine sắp có bước đột phá trên chiến trường miền Nam. Ngọc Tâm rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Kính thưa quý vị, hệ thống vệ tinh của phương Tây đã phát hiện lỗ hổng trên tuyến phòng ngự của quân Nga. Tướng Mỹ giúp cho Ukraine xây dựng kế hoạch phản công. Hãng tin của Nga Sputnik ngày 25 tháng 7 đã đưa tin nhiều tướng lãnh của Mỹ và Anh quốc đã bắt đầu trực tiếp lên kế hoạch tác chiến quan sát điểm yếu của tuyến phòng thủ Nga dựa trên thông tin tình báo của vệ tinh và máy bay trinh sát Mỹ. Đồng thời, hoạch định hướng tấn công cho quân đội Ukraine. Ở mặt trận Zaporizhia, Nam Donetsk, quân đội Ukraine đã sử dụng tập đoàn quân số 10, một trong hai tập đoàn quân dự bị của chiến dịch. Theo hướng Velika Novosilska, hơn 50 ngày sau khi bắt đầu cuộc tổng tấn công, quân đội Ukraine đã chiếm được ngôi làng Stara Mayorsk. Lữ đoàn 35 của Thủy quân lục chiến Ukraine là lực lượng đầu tiên tiến vào làng Mayorsk cũ để lùi quân phòng thủ Nga trong các trận chiến đường phố khốc liệt. Pháo binh tầm xa của Nga bắn phá hết tốc lực. Toàn bộ làng Mayorsk cũ đã bị thực sự phá hoại và bị sang thành bình địa Giờ đây, quân đội Ukraine đang bao vây làng Yorozani, nằm ở phía sau làng Mayorsk. Chiến thuật tấn công của quân đội Ukraine chủ yếu dựa vào trinh sát chiến trường để phát hiện ra các mắt xích yếu trong hàng phòng ngự của quân đội Nga. Sau đó, cố gắng phát động tấn công để nhằm chiếm giữ các điểm cao có giá trị chiến thuật gần đó. Tiếp đến dùng hỏa lực chế áp các trận địa pháo của Nga ở làng mạc lân cận. Cuối cùng, tung quân để chiếm lấy làng. Quân Nga bảo vệ làng Mayorsk cũ thuộc tập đoàn quân số 5, trong khi quân Nga phòng thủ làng Yorosani ở phía sau là quân của tập đoàn quân 36, có khả năng chiến đấu tương đối yếu có cảm giác như lực lượng phòng ngự ở làng Eurozani sẽ sớm sụp đổ. Theo hướng Cuban, về tính Mỹ phát hiện điểm giao nhau giữa các vị trí của quân Nga. Quân Ukraine bất chấp tổn thức mà tấn công, vượt qua Robotini và tung đòn đột phá từ điểm yếu của quân Nga ở cả hai bên sườn. Có thông tin cho rằng, Quân đội Ukraine đã tiến được khoảng 3 km ở hai bên sườn. Theo hướng này, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào ban đêm nhằm tránh các cuộc tấn công của không quân Nga và trực thành vũ trang. Trên hướng bên sườn Robotini, UAV tự sát Lancet pháo tầm xa pháo dẫn đường chính xác của Nga tấn công dữ dội, phá hủy nhiều xe bọc thép của Ukraine. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 33 của quân đội Ukraine điều động bộ binh xâm nhập từ khu rừng rậm gần đó. Theo các phóng viên chiến trường của Nga, ở trên hướng này, quân đội Ukraine đã không chiếm được các vị trí quan trọng nhưng đã xóa một khu vực rộng lớn vùng xám, khu vực diễn ra các trận chiến đấu và không thuộc vào bên nào. Đó là lần đầu tiên quân Ukraine tiếp cận được vị trí Longia của quân đội Nga. Một số blogger Nga cho rằng quân Ukraine trên tuyến phòng thủ ở hướng này đang tiến về phía nam hàng ngày và có thể bị quân đội Ukraine phá vỡ bất cứ lúc nào, đánh giá toàn bộ các trận đánh. Tổn thức của xe bọc thép Ukraine có vẻ hơi lớn, đặc biệt là trực thăng vũ trang và UAV tự sát Lancet của Nga đóng vai trò rất quan trọng. Có vẻ như quân đội Ukraine chưa bao giờ giải được bài toán làm thế nào để tiến hành các chiến dịch tấn công khi không có ưu thế trên không và thiếu hệ thống phòng không. Đối với quân đội Ukraine, tên tốt là việc Mỹ và nhóm NATO trong việc hỗ trợ các loại xe bọc thép cũng đang tăng tốc. Nhưng nhìn chung, khó có thể duy trì lâu dài. Một khi quân đội Ukraine chọc thủng tuyến phòng thủ then chốt và tiếp cận đầu mối giao thông Tokmak, quân đội Nga sẽ điều lực lượng không quân thả bom trừng và bom dẫn đường bằng vệ tinh trên diện rộng. Đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, ISW, quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho đợt tổng kích thứ ba. Hãng tin Sputnik của Nga đã đưa tin, quân đội Ukraine đã bắt đầu đợt thứ hai của cuộc tấn công mùa hè. Thậm chí, có những đơn vị đột kích cấp lữ đoàn. Trước mỗi lần tấn công, quân đội Ukraine đã bắn một số lượng lớn đạn trùm và đạn nổ mạnh để chuẩn bị. Trước trận địa phòng ngự của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 71 của Nga ở hướng Kuban, quân đội Ukraine đã điều một lúc 50 xe tăng và xe bọc thép cho một mũi tấn công. Trong trận chiến đấu này, không quân Nga và các đơn vị không quân lục quân cùng với lực lượng pháo binh đã phá hủy 10 xe tăng và xe bọc thép của Ukraine trên hướng Zaporizhia. Lữ đoàn bộ binh cờ giới số 47 và lữ đoàn xung kích đường không số 78 của quân đội Ukraine đã điều động toàn bộ ba tiểu đoàn mở cuộc tấn công quy mô cấp lữ đoàn. Phía bên Nga là các trung đoàn 71, 291, 1429 và 417 đang đảm nhiệm phòng ngự. Lực lượng dự bị có lữ đoàn 810, thủy quân lục chiến, lữ đoàn đặc công lục quân. Theo trang tin, bình luận quân sự của Nga đã cho biết Lần phản công thứ hai này, tướng Mỹ trực tiếp giúp cho dưới rạng lên kế hoạch tác chiến Nếu đột phá thành công trong khu vực phòng ngự chính của quân đội Nga Thì quân dưới rạng sẽ tiến về phía nam được khoảng 2-3 km Tạo ra mối đe dọa cho bên sườn khu vực Robotini của Nga Tờ Politics của Mỹ đưa tin rằng Mỹ sẽ bắt đầu chuyển giao 31 xe tăng M1A1 Abrams cho Ukraine vào tháng 9 năm nay. Theo những thông tin của truyền thông phương Tây, khóa đào tạo liên quan đến việc sử dụng M1A1 Abrams sẽ được thực hiện tại căn cứ quân sự Grafenwald ở Đức và quân đội Mỹ đóng tại Đức sẽ chịu trách nhiệm về khóa đào tạo có liên quan. Nếu đúng như vậy, quân đội Ukraine có thể chọc thủng các vị trí chủ yếu của quân đội Nga trong tháng 8. Sau đó, quân đội Ukraine sẽ điều xe tăng M1A1 Abrams và xe tăng Challenger 2 mở được tấn công thứ ba nhắm vào Tokmak một đầu mối giao thông quan trọng của quân đội nga ở mặt trận phía nam bất kỳ cuộc tấn công nào cũng bao gồm một số giai đoạn giai đoạn đầu tiên luôn luôn là trinh sát trên chiến trường tùy theo thông tin dữ liệu thu thập được qua trinh sát chiến trường trinh sát sâu trinh sát tác chiến mà giai đoạn tiếp theo có thể thực hiện phù hợp ví dụ trong trường hợp cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Zaporizhia. Họ chủ yếu thực hiện giai đoạn trinh sát chiến trường vào tháng 6. Khi các nhóm tiến công chính đã hoạt động trong khu vực phía trước tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, Ukraine cần sử dụng các đơn vị có chức năng hạn chế để vượt qua toàn bộ khu vực an ninh vì có bãi mình dày đặc. Chỉ sau khi các nhóm này đến tuyến phòng thủ thứ hai của Nga và có thể bảo vệ hai bên sườn xung quanh các thành trì chính của họ trên tuyến thứ hai. Thì giai đoạn thứ ba mới có thể bắt đầu. Giai đoạn này liên quan đến việc sử dụng các nhóm tấn công chính để phá vỡ tuyến phòng thủ chính. Nói cách khác, mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch sau. Trên sát chiến trường, sự tham gia của các nhóm đơn vị có chức năng hạn chế và sau đó là sự tham gia của cuộc tấn công chính. Bằng cách này hay cách khác, Ukraine đang tiến đến giai đoạn đột phá tuyến phòng thủ chính. Ukraine thực sự có thể đang tiến rất gần đến sự khởi đầu của giai đoạn thứ ba, bước đột phá của tuyến phòng thủ chính, nhưng Nói chung họ vẫn cần hoàn thiện việc bảo vệ hai bên sườn. Ví dụ vào ngày 29 tháng 7, Nga đưa quân tiếp viện đến đánh vào quân dưới Grand ở phía tây nam Robostini. Quân dưới Grand đã phải lùi lại gần 1 km. Nếu Nga đưa một lực lượng lớn hơn mặt quân dưới Grand đặt tấn công vào tuyến răng rộng, thì rõ ràng quân dưới Grand sẽ lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm vì bị các đường liên lạc tiếp tế. Đó là lý do dưới Ukraine không vội vã đánh vào tuyến phòng thủ chính răng rồng của Nga. Các khu vực Zaporizhia và Donetsk là nơi sẽ diễn ra các hành động tấn công tích cực nhất. Các vùng Luhansk và Kharkiv chủ yếu là phòng thủ Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ giữ phòng tuyển ở hai khu vực đó trong một khoảng thời gian khá dài. Tại khu vực Bakhmut, phần phía đông của mặt trận, trong các khu vực Staromlinivka, gần Robostini, và Vasilevka, các hành động căng thẳng chính sẽ diễn ra. Chúng ta có lòng tin vào quân đội Ukraine và chúng ta tin bước đột phá quan trọng sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phận tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến, thảo luận, đóng góp cho chương trình. Xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp